Và lại có một cái anh ở bên Hưng Yên, trong một cái trang trại bên Hưng Yên thì có gửi hình ảnh cho tôi. Và anh ấy hỏi là gà của em có phải bị cúm không? Thì và tôi xem lại cái hình ảnh, hôm nay tôi đi làm về muộn, rồi xem hình ảnh thì tôi chẩn đoán là cái đàn gà đấy của anh không phải bị cúm. Thì tôi phải gọi điện cho anh, tôi hỏi thêm một số các cái triệu chứng và một các cái số các cái triệu chứng là cũng như là bệnh tích thêm, thì tôi kết luận rằng là nó không phải là bị cúm. Đấy, và cái đó nó chỉ là bị cái tụ huyết trùng cấp, thì hôm nay nó chết mất mấy con. Thời tiết nó nắng nóng và nó bị tụ trùng cấp và nó chết mất mấy con. Này là tôi hướng dẫn cho uống thuốc chắc chỉ 2 hôm nữa là ok thôi. Anh đang có 2.000 gà. Vâng. Thì là chắc chắn là anh xử lý theo cái hướng đó là sẽ giải quyết được cái vấn đề của anh ấy. Và, đấy, thì cái chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học thì cái giống ấy, giống các bạn cũng phải lựa chọn những cái công ty giống uy tín, vì tất cả các cái công ty giống thì đa phần họ làm cái vaccine nó rất là đầy đủ. Thì các bạn có thể sử dụng mua giống của những cái trang trại lớn, họ làm cái vaccine con bố mẹ nó khỏe. Và thứ hai nữa là họ lựa chọn cái con bố mẹ nó tốt thì cái con nó sinh ra nó cũng khỏe mạnh, nếu bạn nuôi sẽ rất là nhàn. Đấy. Thì các bạn có thể sử dụng cái nguồn giống ở những cái cơ sở uy tín các bạn nhé. Đấy, để các bạn có thể chăn nuôi nó được nhàn. Đấy, vì thời gian cả tài sản của gia đình anh chị trông chờ vào mỗi cái mấy cái đàn gà đấy, mà các bạn nó nuôi mà nó không đạt cân mà nó nổ là kéo cày trả lợ khá là vất vả. Thì thật ra cái kinh nghiệm xương máu của tôi rồi, ăn ngủ với lại các cái đàn gà với một số các anh chị chăn nuôi cũng khá là thân thiết. Đấy, bây giờ một số cô chú anh chị đã làm việc với bác sĩ Hùng đến 10 mấy năm, từ ngày mà tôi đầu tiên tôi mở cái đại lý đầu tiên năm 2007 2008, là làm việc khá lâu rồi. Đấy, là các bác anh chị cũng lên voi xuống chó, cũng có lúc có người kiếm tiền tỷ nhưng cũng có người đã chết tiền tỷ rồi. Đó, nên là nó rất là nguy hiểm, nên anh các chị lưu ý là giúp tôi là cố gắng kiểm soát thật chặt cái đầu vào, còn lại cái đầu ra thì giá thị trường thì các bạn không kiểm soát được đâu, đúng không? Rất là khó nhận định cái giá thị trường, rất là khó. Đó, chỉ nhận định được phần nào thôi chứ thật ra rất là khó, nên là mình cứ làm tốt nhất trong cái tầm kiểm soát của mình thì cái khả năng mà thắng lợi nó rất là cao, đúng không? Đấy là cái chăn nuôi an toàn sinh học. Tất nhiên nó có khoảng trên 100 cái danh mục của an toàn sinh học. Đấy, ví dụ như là chuồng trại các bạn xây dựng như nào, khoảng cách từ chuồng đến khu dân cư nó như làm sao, rồi các cái hố sắt trùng ra vào chuồng nó như nào, thì các bạn cố gắng là lên mạng các bạn gõ cái chăn nuôi an toàn sinh học thì nó sẽ ra cho các anh các chị rất là nhiều những cái hạng mục để các bạn có thể làm theo như vậy. Kích cỡ chuồng trại, mật độ chăn nuôi nó làm sao, đấy, mang ăn mang uống như thế nào, đúng không? Đấy, bởi vì là cái mùa nóng này mà anh chị mà nuôi chật quá là đàn gà của anh chị bị hen ngay. Đấy, nên là cũng cái đó là cái mà anh chị lưu ý. Hôm nay tôi cũng phải quay một cái đàn gà, chắc mai thì tôi sẽ post lên cái video của một anh khách hàng. Anh nuôi có 87-80 mét vuông thôi nhưng anh nhét 2.000 gà vào đấy, thì mùa nóng thì tôi sợ rằng là mới nữa to lên thì chắc chắn là đàn gà nó sẽ bị hen. Nhưng mà cái sức khỏe đàn gà nó sẽ không đảm bảo. Nên là anh chị lưu ý cái mật độ và cái mùa nóng này nó rất là quan trọng, nên là anh chị lưu ý nhé. Đấy, một số anh chị thì trong cái giai đoạn úm thì nó đã bị hen rồi, thế nên là anh chị lưu ý là nếu như anh chị mà không biết cách úm thì đàn gà một vài ngày tuổi về nó đã bị hen rồi, đã bị thương hàm rồi, thì sau này nuôi nó rất là vất vả. Mà cái khó nhất, cái khổ nhất là sau này cái đàn gà nó bị phân đàn con to con bé ấy. Anh chị nuôi sau này nhìn cái đàn gà rất là lộ cổ, rất là chán. Nên là anh chị lưu ý là trong cái giai đoạn úm thì cố gắng làm sao úm thật đẹp, thật đẹp. Đấy, để con gà nó có lực thì sau này nó các bạn chăn nuôi nó rất là nhàn, đúng không? Chứ nếu mà nó bị bệnh ngay từ lúc bé rồi, sau này nó cái sức đề kháng nó yếu, nên là nó ghép bệnh lằng nhằng cả, và nó phân cái dở nhất là nó phân đạt con to con bé ra, thì sau này thương lái họ sẽ ép giá, thì cái đàn gà của các bạn bán nó sẽ bị mất giá, trong khi đó thức ăn nó vẫn ăn như thế. Đấy, thì cái nguyên nhân đầu tiên
của cái bệnh hen đó là nguyên nhân do môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm, thì bác kiểm soát thật chặt cái môi trường đấy, và chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học đấy, thế rồi thì dùng đầy đủ các loại vaccine đấy. Đầy đủ các loại vaccine. Cái nguyên nhân số 2 mà gây ra hiện tượng hen gà đó, nguyên nhân do các cái virus, ví dụ như là IB, đúng không? IB, viêm phế quản truyền nhiễm, ILT, viêm thanh khí quản truyền nhiễm. Đấy, thế rồi thì một số các virus, ví dụ bị gà bị lưu, kết sơn chẳng hạn. Đấy, thì con gà nó cũng gây ra hiện tượng hen. Gà bị cúm cũng gây ra hen, đúng không? Đấy, thì các bạn phải làm đầy đủ các cái loại vaccine có ở trên thị trường hiện nay. Tôi ví dụ IB thì các bạn có thể làm hai dạng, một dạng IB thể hô hấp, LDIB đấy, IB thể hô hấp, thế rồi thì một cái dạng nữa là IB thể thận, đúng không? IB 491, IB Airbus đấy, một số các công ty ví dụ Ceva của Pháp hay là Pfizer của Mỹ đấy, các bạn hãy làm những cái dòng vaccine nó tốt một chút nhá. Đấy, tất cả những cái bệnh liên quan đến vaccine đều là những bệnh hết sức là phức tạp, rất là nguy hiểm, nên là khi mà xảy ra nó rất là khó điều trị, nên là các bạn hãy làm đầy đủ các cái loại vaccine. Vaccine là yếu tố quan trọng nhất, tôi nhắc lại với các bạn là hãy sử dụng đầy đủ các loại vaccine, cố gắng làm đầy đủ, chứ còn làm đầy đủ thì cũng rất là tốn kém ấy. Và bây giờ chúng ta chăn nuôi lấy công làm lãi, mà nếu mà làm đầy đủ các loại vaccine thì tôi e rằng là chi phí nó khá là cao. Đấy, là nó tùy theo cái tình hình dịch tễ học của cái địa phương của các bạn, mà các bạn dùng cái vaccine gì và các bạn có thể lược bớt được những vaccine gì đấy, nó tùy theo dịch tễ, chứ nó không có một cái quy trình chuẩn nào đâu các bạn. Thì đấy là cái nguyên nhân số 2 của cái bệnh hen, nó là cái nguyên nhân do cái virus, thì các bạn có thể kiểm soát toàn bộ cái bằng cái vaccine được đấy. Còn nguyên nhân số 3 là nguyên nhân hen là do cái vi khuẩn. Đấy, vi khuẩn thì hiện tại thì cái đầu bảng nó phải nói đến cái mycoplasma, đúng không? Mycoplasma nó là trung gian giữa vi khuẩn và virus, mà nó là trung gian giữa vi khuẩn virus, thì các bạn dùng doxy, các bạn dùng timicosin, đấy, dùng các cái nhóm macrolid ấy, đấy, hay là dùng flor, hoặc dùng cefa, hoặc dùng erythromycin ấy, thì nó cũng không tiêu diệt được đâu, mà bản chất thì nó cái kháng sinh nó chỉ có tác dụng là kìm hãm cái sự nhân lên, cái sự phát triển của cái mycoplasma thôi, chứ còn bản chất là nó không tiêu diệt được, mà nó chỉ kìm hãm, nó làm yếu cái myco, cái con myco đi thôi. Sau đó là các bạn phải dùng những cái dòng thuốc bổ đặc hiệu để các bạn tăng cường sức đề kháng. Thì đây tôi giới thiệu các bạn một cái dòng thuốc bổ vô cùng tuyệt vời của công ty cổ phần thuốc thú y DT, chính là cái sản phẩm Aminovitan này. Đây là một cái kháng thể đặc hiệu kháng thể không đặc hiệu, gọi kháng thể đa dòng á. Đây là một cái dòng kháng thể axit hữu cơ, nhưng mà trong nó chứa cái IgG, chứa beta glucan, những cái dòng kích thích miễn dịch, cái dòng kháng thể không đặc hiệu, kháng thể đa dòng, nó giúp cho tăng cường cái sức đề kháng lên, nó tăng cường nó cái giúp cho các cái tế bào lympho B, lympho T ở trong cái cơ thể con gà nó thực bào, nó bắt nuốt các cái mầm bệnh myco nó đi. Đấy, thì khi mà nó bắt nuốt hết cái mycoplasma đấy, thì nó sẽ được gọi là khỏi bệnh hen. Mà tôi vẫn hay nói vui với các anh chị khách hàng là thật ra các anh chị chủ đại lý thuốc thú y ấy, bán thuốc chủ yếu là đánh đi lừa cái tâm lý người tiêu dùng ở cái bệnh hen này thôi, chứ thực ra là chỉ khi nào mà thực bào bắt nuốt được hết cái mycoplasma thì mới có thể coi được đàn gà của anh chị nó khỏi cái hen. Thế nên là tại sao mà anh chị điều trị cái bệnh hen nó hay bị lặp lại là vì thế, nó khỏi nhưng nó chỉ khỏi triệu chứng thôi, nó chưa khỏi được nguyên nhân đó, nên là nó rất hay bị lặp lại là ở cái bệnh hen này là vì như thế. Nên là anh chị lưu ý là với các anh chị chăn nuôi theo hướng công nghiệp thì anh chị thường xuyên sử dụng cái sản phẩm Amelovitan này để anh chị kích thích cái tế bào miễn dịch, hệ miễn dịch của cái cơ thể con heo, con gà của anh chị lên đấy, để luôn luôn ở trong cái trạng thái là khỏe mạnh, thì nó sẽ át được bệnh lên. Ví dụ như là anh em chị em mình nó khỏe như này là rất khó các cái mầm bệnh ngoại lai xâm nhập, đúng không? Đấy, cúm A rồi thì covid là không vấn đề gì, đúng không? Đấy, nên là anh chị cố gắng sở hữu cho gia đình nhà mình cái sản phẩm Aminovitan này. Đấy, một lít này nó dùng cho 25 đến 30 tấn gà. Đấy, nếu anh chị nào chăn ít thì có thể nó có cái quy cách 100 c 100 ml ấy, thì các anh chị có thể sử dụng cái sản phẩm đó.
Còn nếu anh chị chăn nuôi 500 một nghìn trở lên thì anh chị nên sở hữu cho mình cái lít Amitovitan này. Nó vừa có tác dụng là từ giai đoạn úm anh chị dùng vào đấy, giai đoạn làm vaccine, giai đoạn mà gà của anh chị bị bệnh nặng đấy, tôi nhấn mạnh là gà của anh chị bị bệnh nặng anh chị dùng cái này lên đấy, để nó kích thích cái hệ miễn dịch không đặc hiệu lên đấy, và đặc biệt là cái giai đoạn mà gà bị uống nhiều kháng sinh quá mà nó cái gan thận nó kém ấy, thì cái này nó có tác dụng là tăng lực nhanh, giải độc cấp và hỗ trợ điều trị các cái bệnh nặng. Là cái tác dụng thứ tư nữa là nó có tác dụng vỗ béo gà trong cái giai đoạn sắp xuất bán. Đó, trong này nó chứa khoáng hữu cơ, trong này nó chứa rất nhiều các cái axit amin không thay thế. Đấy, axit amin không thay thế là những cái axit amin mà cơ thể con gà, con heo của anh chị nó không tự tổng hợp được mà bắt buộc nó phải lấy từ ngoài vào thông qua cái con đường là thức ăn và nước uống. Anh chị đưa cái này vào thì nó cung cấp đầy đủ các cái dưỡng chất, nó chứa trong này nó chứa 42 thành phần axit amin. Các cái dưỡng chất, vitamin, khoáng chất, enzyme, tới rồi men tiêu hóa, chiết xuất nấm men, axit butyric, một số các axit hữu cơ khác nữa, đấy, nó làm kích thích cái chiều dài nhung mao liên mạc ruột ra, nó tăng cường cái diện tích hấp thu và nó tăng cường cái khả năng hấp thu, và cái đàn gà của anh chị sẽ hạn chế ỉa cái phần sống. Đấy, với heo thì anh chị có thể sử dụng cái này cho tôi trong suốt quá trình nuôi thì nó sẽ hạn chế cái mùi hôi của chúng nuôi các anh chị. Giảm được cái mùi thối của phân đi. Đấy, anh chị sử dụng cái sản phẩm Aminovita này. Với anh chị chăn nuôi heo thì có thể sử dụng 1 lít này cho 50 đến 60 tấn heo anh chị nhé. Đó, rất là tiết kiệm. Giá của nó 520.000 lít anh chị nhé. Đấy, anh chị dùng cái sản phẩm siêu đậm đặc này, Aminovita này, giúp tôi thì nó sẽ giải quyết toàn bộ cái vấn đề về các cái bệnh trên đường tiêu hóa cũng như trên đường hấp của anh chị. Đấy, thì là cái sản phẩm Aminovita cũng đã được rất là nhiều các khách hàng tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm này trong suốt cái quá trình chăn nuôi, và tôi đã âm thầm tôi sử dụng trong suốt gần chục năm qua thì cho cái hiệu quả nó vô cùng tuyệt vời. Giới thiệu với anh chị những cái gì hiệu quả nhất thì tôi sẽ giới thiệu với anh chị. Đấy, thì là cái nguyên nhân do cái Myconatma, thì cũng nhắc thêm với anh chị là cái Myconatma thì thường thường nó sẽ có hai thẻ, một thẻ là Myconatma Gallisepticum, tức là nó có những cái con gà hen khò khè nhưng mà nó lại nó nạo xạo trong phổi ấy. Đấy. Còn một cái thẻ nữa là thẻ Myconatma Sinova, thì cái đàn gà của anh chị bị hen nhưng một số con nó có hiện tượng là nó bị tập tễnh, nó viêm khớp ấy, nó đau chân ấy. Đấy, thì có thể nó sẽ bị ở cái thẻ Myconatma Sinova. Đấy, thì là hen viêm khớp thì anh chị có thể sẽ phải có những cái hướng xử lý riêng, có thể sẽ phải tiêm cái cặp TTP201. Có thể nếu như mà đàn gà của anh chị mà hen nặng vẫn còn viêm khớp thì anh chị có thể sử dụng cái cặp này. Đấy, cặp TTP201 và cái Lancomycin này, anh chị đấu hai cái này với nhau tiêm cho tôi 2 đến 3 mũi thì nó sẽ khỏi dứt điểm được cái vấn đề về hen viêm khớp bại liệt cho cái đàn gà của anh chị. Đấy, P201, Ceftriaxone, Gentamicin và cái Lancomycin, anh chị đấu ba cái kháng sinh này, anh chị tiêm cho tôi 2 đến 3 mũi thì sẽ xử lý được cái vấn đề về hen viêm khớp trên các cái đàn gà chăn nuôi của anh chị. Đấy là cái nguyên nhân do cái vi khuẩn Myconatma. Thế rồi một số đàn mà bị tụ ít trùng thì nó cũng gây ra hiện tượng là hen. Thì hiện tại với cái chăn nuôi gà theo hướng quy mô công nghiệp thì rất ít người ta làm cái vaccine tụ ít trùng. Đấy, nên là khi mà các anh chị chăn nuôi theo hướng công nghiệp thì anh chị sẽ sử dụng cái quy trình, cái phác đồ á, như bác sĩ Hùng đã giới thiệu trong rất là nhiều các cái livestream trước á, trong rất là nhiều các cái video trên kênh YouTube của bác sĩ Hùng, nên là anh chị có thể sử dụng cái docifloa dạng trộn, hoặc anh chị có thể sử dụng cái timicosin dạng trộn, anh chị trộn để phòng được cái tụ ít trùng cấp. Đấy, như cái đàn gà của các anh chị, cái anh ở bên Hưng Yên bởi nãy gửi cái hình ảnh cũng như là gọi điện cho tôi đấy, thì đàn gà đó của anh bị tụ ít trùng cấp thì nó cũng, hôm nay nó chết mất mấy con gà to á. Đấy, thì mổ ra nó hiện tượng là xuất huyết cái mỡ vành tim, rồi thì cái phần mào tích hầu nó sưng. Đấy, nó không thở được và nó chết. Thì anh ấy sợ bị cúm, nhưng mà tôi hỏi thì cái đàn gà của anh vẫn ăn uống bình thường. Đấy, thì nó chưa có hiện tượng gì cả, chưa hiện tượng bị cúm cả. Nên là anh chị lưu ý, với hơn nữa là dựa vào cái tình hình dịch tễ học ở những cái đàn gà xung quanh nhà anh không vấn đề gì thì chắc chắn là khả năng cao, rất cao là cái đàn gà anh không bị cúm, mà nó chỉ là những cái con nó bị tụ trùng cấp nó chết rồi. Đấy, thì anh chị lưu ý nhá. Đấy, còn cái nguyên nhân nữa là cái nguyên nhân hen do cái lấm diều lấm phổi. Đấy, nguyên nhân do lấm diều lấm phổi
Thì nấm diều nấm phổi, các anh chị biết rồi, cái bệnh nấm diều nấm phổi là một trong những cái bệnh nó cũng rất hay xảy ra, đặc biệt là cái mùa mưa này nó cái chuồng trại nó ẩm thấp, thế rồi thì nó các cái sợi nấm áp sợi nấm nó có ở trong cái trống, trong cái bao cám, đặc biệt một số tôi thấy là một số anh chị xếp cám ấy, là anh chị cái đầu khâu bao khâu ấy là anh chị xếp sát vào cái mé tường bờ xi măng, nên là anh chị cái viên gạch bờ xi măng nếu mà bị mưa lâu nó ngấm nước vào thì cũng rất dễ gây hiện tượng mốc trên cái đầu bao cám ấy. Khi mà anh chị bóc cái bao cám, anh chị không để ý là sẽ cái đàn gà của anh chị sẽ phải ăn phải cái cám mốc, và nó sẽ rất là nguy hiểm. Những người anh chị lưu ý nhất xử lý cái dứt điểm cái vấn đề về lấm mốc trên cám, trên chấu. Trên chấu anh chị nếu như cẩn thận thì anh chị nên phơi cái chấu, phơi cái chấu và chọn cái chấu sạch, thì sau đó anh chị phơi một hai lắng nắng, những hôm nắng to anh chị phơi cái chấu để hạn chế cái vấn đề ẩm mốc.